anh có gì mà đòi yêu tôi? Ờ, anh làm máy phun sơn tự động thôi. Nghe nói bên chú chế tạo máy phun sơn tự động. Hiện tại anh đang phải sơn bằng tay mà nó vừa lâu vừa mất thời gian và sơn nó không đều chú ạ. Chú xem có cách nào giúp anh. Ok anh, việc này thì đúng thế mạnh của bên em rồi. Nếu như anh dám giao thì em dám làm thôi. Em sẽ biến cho công việc này trở lên tự động hóa và anh không cần phải cầm khẩu súng và đứng hít sơn như thế này. Tất cả sẽ có máy và robot làm hết anh nhá. Ok chốt, anh em mình ký hợp đồng và tiến hành làm luôn cho nó nóng nhá. Để hình thành lên được một cái máy phun sơn tự động được gọi là robot sơn ấy thì anh em cần phải nắm được về 3 phần chính rất là quan trọng như thế này nhá. Ban đầu chúng ta sẽ phải lên bản vẽ mô phỏng 3D để thiết kế lên được là cái hình thức máy nó sẽ chạy như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ dựng khung và hàn các cái chi tiết sắt thép cơ khí. Tiếp nữa chúng ta sẽ cần phải biết là máy này nó sẽ dùng động cơ gì, công suất động cơ bao nhiêu và chạy tốc độ như thế nào. Và cuối cùng là cái bộ điều khiển, chúng ta phải viết chương trình lập trình cho máy nó chạy. Máy chạy theo hướng dọc, hướng ngang, hướng chéo, hướng xiên như thế nào là đều phải có phần lập trình của nó. Ok, các bước chế tạo cũng dần dần sản xuất xong rồi. Bây giờ thì chuyển đến khách hàng và tiến hành lắp cho họ thôi. Thật thà. Ôi, yeah, 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 yeah.